đồ chơi của anh ấy à? Anh đâu có xem là món đồ chơi của anh đâu. Chỉ là... Chỉ là anh đừng làm của chị là anh không cần có làm ăn của đấy à? Anh không được xóa được bản thân. Anh xin lỗi về những gì đã qua. Thành à, anh xin lỗi. Tại anh không kiểm soát được nên mới đến với em chứ. Giờ anh kiểm soát được thì đến với em gì. Phá đi. Tôi nói là phá đi mà. Chị Mai, chị đã đến rồi. Các chị mà gọi chị gấp ghê rất. Chị ơi, em nghe con Hiền nói năm 11 chị đã có thai với anh Minh chồng chị, phải không chị? Em xin lỗi. Ờ, đúng rồi. Mà sao em? Có gì hả? Chị, lúc đấy chị thấy như thế nào? Anh Minh có nói gì với chị không? Anh có nói gì với chị không? Lúc đó thì chị cảm thấy căng thẳng, áp lực, bồn chồn, lo lắng. Anh Minh lúc đầu thì không muốn tiếp nhận, nhưng mà lúc sau thì bảo bọc hai mẹ con chị. Mà em có chuyện gì đó đúng không? Không. Em sao? Em chẳng sao cả. Không sao cả. Nhìn chị đi, nói chị nghe, có phải em đã trót dại rồi phải không? Dại gì? Em đã trao thân cho một người không đáng tin tưởng, đúng không? Dạ. Vâng. Không biết phải làm sao cả. Em không biết phải làm như thế nào. Tại sao vậy chị? Tại sao lại như thế? Như thế. Phong là Nguyễn Hữu Phong. Dạ. Là hắn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị. Em, em muốn rửa cái thai. Em muốn nó sống. Nhưng em có nghĩ đến việc Phong sẽ quay lại với em không? Thế chị bảo em phải phá nó à? Lúc đấy chị có phá đâu. Sao chị ác như vậy? Nó cũng là một sinh mệnh. Chúng ta muốn sống. Và nó cũng muốn sống chứ. Em bị chị rứa, chị nói. Chị im đi. Chị dám nói là chị không nói em phá ư? Nhưng năm đầu chị có suy nghĩ đó. Ừ, chị có ý nghĩ như vậy đó. Em nghĩ như thế nào? Không có cha, nó sẽ bất hạnh như thế nào? Thế tại sao chị hứa ông bố? Bởi vì anh Minh quay lại với chị, anh Minh chịu trách nhiệm, anh Minh cũng muốn nó sống. Muốn nó sống em có biết không? Còn thằng Phong thì không thích như thế. Chị nói dối. Những gì chị nói là bịa đặt. Anh Phong, anh Phong cũng sẽ quay lại với em. Cũng sẽ quay lại với em. Ngồi xuống đây. Sao em lại dẫn bạn trai về nhà khi không có ai ở nhà cả? Em có ý thức được hành động của mình là không đúng không? Rồi người khác sẽ đánh giá nhà mình như thế nào? Em có biết là... Em có biết nó chán phải nghe cái câu này của chị lắm rồi đó. Còn chị thì sao chứ? Còn đây là gì á? Rượu dạo đây. Đây cô có mua rượu dạo không cô? Cô cái đầu nghe chứ cô gì mà cô? Cô có sao không? Cô ngồi đây được chứ? Cô cái gì? Trông anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi đấy. Tôi tên Toàn. Trông thật là quen. Rất giống người yêu của tôi. Cô tên gì vậy? Tôi tên Hạnh. Ủa, anh bán gì vậy? Tôi bán rượu dạo. Cô ngồi xuống đây. Thế tôi tên Toàn. Cô tên Hạnh. Hai chúng ta yêu nhau sẽ là thành Toàn Hạnh. Chắc là sẽ hạnh phúc bị chà bá lắm đây. Toàn gặp bất hạnh thì có. Mà hình như anh không phải là người ở đây. Đúng rồi. Tôi không phải là người ở đây. Nhà tôi từ trong miền Nam ra. Gia đình nhà tôi bị cháy. Cha mẹ, anh em chết hết. Mình tôi thơ thẩn lần bạc. Một mình kiếm sống nuôi con.
Gì cơ? Một mình anh kiếm sống nuôi con á? Đúng rồi. Năm tôi 18. Dân quê. Mới lên tỉnh đi học. Và tôi tình cờ bắt gặp cô ấy. Và chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Rồi trao cho nhau những điều quý giá nhất của tình yêu. Nhưng nhà tôi nghèo nên gia đình cô ấy ngăn cản. Cô lớn hơn bầu, chúng tôi không thể phá. Bà cô ấy sinh ra trao cho tôi. Cô bị tâm một năm trời. Năm đó gia đình cứ xảy ra chuyện. Rồi tôi không gặp cô ấy nữa. Bà số của cô ấy bảo cô ấy đã về quê. Về lại Đà Nẵng. Tôi một mình lăn bạc khắp nơi. Tôi không biết có phải là duyên hay không, mà sao tôi lại ở đây. Anh chỉ bán rượu dạo vậy thôi hả? Sao đủ tiền nuôi con? Ban ngày tôi chạy xe ôm. Tới tôi bán rượu dạo. Con thì tôi gửi cho dì tôi trong xóm. Trong hộ. Để ra bãi cũng tội. Tại sao tôi lại kéo với cô nhiều như vậy? À, đúng rồi. Cô với tôi uống rượu được chứ? Cô uống với tôi cho vui. Cứ trước đi. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hai, mà giọt buồn hôi vương trên môi màn đêm. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vắng mãi đêm dài, để mình ta với con tim khô cần ra. Giấc mơ là nơi bắt đầu. Ngày mùa đông mới sinh hai làn tuyết rơi để chăn lối em anh về. Ngày mùa đông mới sinh hai làn tuyết rơi để anh biết anh cần em. Và thời gian mới sinh hai ngừng cho đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ.
con mà. Tôi cũng vậy. Ơ lời mùa đông mới xinh hơi làm tuyết rơi để trang lối em anh về, lời mùa đông mới xinh hơi làm tuyết rơi để sao lại đến đây? Em quên anh rồi sao? Anh là thật người yêu của em đi mà. Chị mà ép em quên anh rồi sao? Chúng ta đã từng có những giây phút hạnh phúc bên nhau mà. Cái gì? Là anh ơi, anh đi mà. Trần Quốc Thịnh ở phố Hồng Thang đi mà. Hạnh à, dạ. Anh dạ đi. Đi đi. Anh đi đi. Anh đi mau đi. Anh đi đi. Hạnh à, anh đi khỏi cái không gian này. Hạnh, anh ơi, anh xin lỗi. Em đã từng thật nhiều lần cố sâu yêu thương vào sâu giấc mơ, trái tim còn nhiều điều thốn thức chưa nói ra cùng anh. Và em biết em chẳng thể sống trong mong chờ, để yêu thương ấy sẽ mãi mãi như là mơ thôi. Cảm ơn người hãy đã à, đến em nghe anh nói cho em giây phút này, hãy thả nó đi. Phá nó đi, hãy phá nó đi, nếu không tương lai của em mù mịt mất. Ba mẹ em bảo phá nhưng em không phá.
Bởi vì anh muốn sống, em muốn sống, con chúng ta cũng muốn sống. Không thể vì tương lai và sự sống của chúng ta mà vùi dập đi sự sống của nó. Nó cũng muốn sống. Em đã từng thật nhiều lần cố giấu bóng hình ảnh vào trong giấc mơ. Chính vì anh, trái tim còn nhiều điều thốn thức chưa nói ra cùng anh. Vì anh như vậy ấy. Và em biết em chẳng thể sống trong mong chờ để yêu thương sẽ mãi mãi như là mơ thôi. Cảm ơn người vì đã đến đây cho chia tay em đi. Giây phút này. Không, em hãy nghe anh nói. Anh nếu những yêu thương này anh yêu em, chỉ là mơ em xin một lần được mơ. Anh yêu em, yêu em. Anh yêu em thật đấy. Anh thật lòng yêu em mà Hạnh. Anh yêu tôi. Hai anh chỉ yêu một cái thân xác của em. Hai anh yêu vì em phục vụ anh mỗi đêm. Chúng ta chưa đủ. Cho mẹ cầm đôi tay cho em thêm vững bước đi. Nếu những yêu thương này em hãy nghe anh nói. Anh sẽ giữ ước nhiệm mà. Chúng ta sẽ cưới nhau. Nhưng giờ thì chưa được. Chúng ta chưa đủ tuổi. Những sóng gió có khiến em gục ngã. Chưa đủ tuyệt. Chưa đủ tuyệt mà anh ngủ với tôi à? Đôi tay cho em thêm vững bước đi. Khi anh làm vậy, anh có nghĩ anh chưa đủ tuổi không? Cầm đôi tay cho em thêm vững bước đi. Hai, hai. Phần Hạnh nó mất trí nhớ rồi đây. Cậu làm ơn tránh xa nó ra hộ tôi. Tai nạn đó lại làm nó mất luôn cả đứa con rồi. Làm được như vậy tôi lại cậu đấy. Dạo này anh sao rồi? Nhà anh bị cháy. Bà má mất rồi. Chắc em biết chứ. Anh ra ngoài này để lập nghiệp về Đà Nẵng dễ sống ở Sài Gòn. Dạ em xin lỗi. Vậy con, con của chúng ta sao rồi? Hay anh gửi cô Nhi bệnh rồi?
đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Con mình ngồi canh thật lâu bên nhau lần lẽ. Nó vẫn đang ở với anh. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió. Ngày ngày anh chạy xe ôm tới thì em bán rượu vào cho dịp tôi trúng số. Anh làm như đứa răng mà nuôi con được, răng anh không đưa nó vào cô nhi viện đi. Là một người thế trách nhiệm, nó nợ mất mẹ rồi. Mẹ nó bỏ ba nó đi. Giờ ba nó cũng bỏ nó. Thì cứ quá tàn nhẫn không hả? Khi em quyết định xin nó, em cũng muốn cho nó có một sự sống. Nhưng nó không có cha mẹ thì biết điều bất hạnh hơn là nó chết. Em Hòa đã bao anh thấy em sống khỏe tốt như vậy là anh vui rồi. Chào em, anh về. Thì nói là tuy con chúng ta là gì? Hoài Thảo. Huynh Hoài Thảo. Em xin lỗi, trong thời gian qua em đã thiếu trách nhiệm. Con cần ba và cũng cần mẹ nữa. Chúng ta bắt đầu lại. Nghe anh. Một vòng tay anh khao khát, một giấc mơ.
Thịnh. Anh thấy Đà Nẵng có đẹp không? Em rất thích được ở đây. Sau này em học đại học em cũng sẽ học ở đây. Thi tốt nghiệp em cũng sẽ thi tốt nghiệp ở đây. Em răng rồi. Em chờ sao cả. Chứ sao em gọi tên Thịnh biết trước? Mà Thịnh là ai? Em cũng không biết nữa. Em sẽ giữ đứa bé. Em muốn nó sống. Tối nay chị sẽ là ở lại với em. Em ở một mình chị lo. Chị về đi. Anh Minh, thằng Bo và con Linh sẽ lo chị lắm đấy. Chị sắp xếp việc nhà rồi. Em biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Phong chính là người yêu của Linh đây. Gì cơ? Chị cũng mới biết hôm bữa khi em nói với chị. Tệ thật. Chị về nói với con Linh. Nó giờ chia tay với thằng trời đánh đó rồi. Ừ. Em không quan tâm. Em sẽ đi làm. Và nuôi con. Em sẽ đi đến một nơi nào đấy. Sẽ chả dính đến ai cả. Thôi em ngủ đi, sáng mai còn phải đi học nữa.
Em không còn sống với anh nữa rồi. Em rất thích được ở đây. Sao lại em học đại học em cũng sẽ học ở đây, thi tốt nghiệp em cũng sẽ thi tốt nghiệp ở đây. Với anh, ở đâu cũng đẹp cả. Chỉ cần nơi ấy có em thôi. Anh sẽ tập nói giọng ở đây. Lúc đầu nghe chát thật, nghe cứ chua chua, nhưng nó lại thể hiện được sự chất phát của con người miền Trung em à. Điêu, nói chuyện nghe rõ Điêu. Điêu này. Sau này anh và em sẽ lập một gia đình ở đây. Anh và em sẽ sinh con ở đây. Chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ ở đây nhá. Vâng. Em cũng chỉ đến chợ tranh thôi. Thật ư? Anh xin lỗi. Anh đã nói giọng ở đây rồi này. Tại sao? Tại sao em lại ngủ với thằng mất dạy đó? Tại sao em lại ngủ? Tại sao? Tại sao em lại có thấy thằng mất dạy đó? Alo. Vâng. Sao? Ở đâu? Làm phút nữa tôi đánh này. Thân gửi chị Mai, từ ngày em từ ngoài Bắc vào, tất cả đều nhờ chị giúp đỡ. Em cảm ơn chị nhiều, khi chị xem em như một người bạn, người em, lo lắng và tâm sự với em mọi chuyện. Em xin lỗi chị khi em chọn cách ra đi, có lẽ em sẽ không về lại quê, không về lại Đà Nẵng nữa. Hai nơi này em đều có lỗi với Thịnh, người mà em không thể kể với chị, vì em bị mất trí nhớ sau tai nạn năm lớp 12, quá nhiều kỷ niệm tại hai quê hương nhỏ này. Thịnh vẫn chấp nhận em. Em biết anh ấy còn yêu em nhiều lắm, nhưng em đã mất hết rồi. Chị
đây? Chị là bạn thân của Hạnh. Nó để lại lá thư, trong thư có nói đến em. Nó bỏ lại điện thoại, nên chị mở ra thì thấy có số điện thoại lưu với tên là Thịnh, nên chị gọi đại, ai ngờ trúng. Mình như một con điếm. Em sợ lắm. Cảm giác sợ hãi vây quanh 12 mẹ con em. Dù nó là sản phẩm bất đắc dĩ, nhưng em vẫn xem nó là con em. Nó cần được sống, và em cũng muốn nó sống với em muôn đời. Em ích kỳ thật phải không chị? Em muốn sống ở một nơi tách bạch khỏi thế giới đầy u uất này. Em mệt lắm rồi. Nếu em biết trước như thế này, em sẽ không cho thêm một cách ngu ngốc một xíu suy nghĩ như vậy. Sống thoáng quá là em mất đi nhiều thứ quá chị ạ. Em xin lỗi và chúc chị hạnh phúc. Em hạnh. Con à, mẹ xin lỗi. Mẹ ích kỷ thật. Nhưng đừng trách mẹ nhé. Mẹ muốn luôn bên con. Con nhìn đi, thế giới này muôn màu thật. Nhưng nếu con ra được, cuộc sống này không đành hộ con đâu. Vì con không cha, và con cũng không có mẹ nữa. Con, hãy đi theo mẹ, rồi hai mẹ con ta cùng nhau làm lại nhé. Sao em làm như thế? Chết. Chết là phải là hết. Em đã từng nói với anh rằng em muốn nhìn tàu chạy vì em muốn sống. Nhưng sao vậy là muốn chết hả anh? Anh không mà. Anh là ai? Sao lại chen vào cuộc đời tôi? Với ông tôi là gì? Tôi không biết anh. Em đã nhớ rồi. Em đã nhớ rồi đúng không anh? Em đã nhớ anh là ai đúng không?
không? Xứng. Đáng. Em không xứng đáng. Em biết trẻ được sống, để em được sống, cả gia đình chúng ta được sống. Anh hấn mà. Anh có biết đứa bé này không hề quan hệ gì với anh không? Nó là con người khác đấy. Không quan tâm trong các không biết nó là gì. Sao tất cả mọi người đều nói về nó? Không quan tâm anh đã từng là ai. Không quan tâm đứa bé là con của ai. Nó chỉ cần là con em thì cũng là con anh. Hãy hãy cho nó đi sống. Ông các người chưa thử dịch ra ngọt ngọt, nhưng khi có chuyện thì quay lại tôi một mình. Anh cũng từng như vậy thôi. Thôi là tôi chắc chắn là chuyện của tôi. Chắc cái gì đến anh cả. Đừng muốn tránh như vậy thì tránh đi. Anh bị tức giữa thì sao? Do em ích kỷ. Anh cũng ích kỷ. Đã vì gia đình em thì mẹ em cho anh tới sống anh nữa. Đừng nữa. Thì em là đứa tuyển sống. Anh ích kỷ. Anh muốn sống. Anh sống cùng em. Mới mới hả? Xem không? À, vậy thì duyệt. Trả giá hả? Tụi nó cô đơn. Để lấy làm cho tụi nó bớt cô đơn. Cảm ơn thằng chưa hết thì thôi chứ. À, đợi xíu.
chị. Chủ nhà có chiến cái nôi. Họ nói đó là nôi của con. Bà, có người bày trò hại con. Có phí xét nghiệm ADN. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.